Xin chào quý vị, anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo. Hiện tại thì mình đang ở trên đường Kha Bằng Cân các bạn. Ở cái địa chỉ là 1050 đường Kha Bằng Cân, thuộc địa phận là quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Phường Linh Chiểu các bạn. Hôm nay mình đi ngang qua đây mình thấy có một anh ở miền khu vực Tây Bắc và bán gọi cá đặc trưng của người Tây Bắc đây. Cá nướng núi rừng Tây Bắc. Đây. Kính mời bà con. Tôi thấy có cái lạ, có cái lồng mà để nướng lạ các bạn. Ở đây gọi là đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Đây có địa chỉ đặt liên hoan sinh nhật các kiểu đây. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. Ok, chào anh. Ủa, anh giới thiệu cho mình là cái cá này mình nướng kiểu sao và ướp gia vị kiểu sao đây ta? Đặc khá là lạ ở đường phố Sài Gòn á. Kính mời bà con. Em này cá nhập bình điền rồi sáng sớm. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. Hạt giỏi là bắp cán ở Tây Bắc. Là thêm một vài gia vị chính nhá. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. À, ở đây chủ yếu là cá, là mình chọn cá nào anh trai? Anh tên gì ta? Tên Sướng. Sướng hả? Ủa, tên hay gì ta? Anh Sướng này là giờ cá, dù như mình cá mình chọn là cá gì? Ở đây có thấy cái hai bạn. Cá chim và cá lóc. Cá chim và cá lóc hả? Ở đây mình tại sao mình phải để một cái lồng như thế này vậy? Nó hơi là đó. Cá nướng mời bà con. Sạch đó hả? Chứ không phải là nướng cho nó đều ta? Nó đều không? Nó chín, nướng trong lòng nướng nó chín không đều. Dạ. Đặc sản cá nướng. Cái ở đây là cái giá mình bán sao và cái giờ bán sao anh Sướng? Bán thì cứ trong vàng con à. Đều riếng ha, tức là đồng giá cá nào cũng đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. Cá chim thì khoảng 1,2 kg, 1,5 kg một con. À. Cá lóc thì khoảng 1 kg. À. Rồi tức là một tất cả đồng giá 100.000. Rồi tức là mình ướp các cái gia vị đặc trưng của người Tây Bắc là mắt khén, hạt giỏi. Dạ vâng. Nhưng mình ăn kèm cái này là mình chiên là mình ăn kèm cái gì hay là ăn không vậy thôi? Đây em làm đúng kiểu người miền Nam, đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Bánh tráng cái này là rau sống. À. Chấm mắm lên. À. Thì cái giờ mình bán là sao ta? Ở đây là cái giờ mình bán sao anh Sướng? Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. 6-7 giờ tối. À, 6-7 giờ. Hôm nào bán hết sớm rồi sớm. À, nhưng mình vừa hôm nay mình bán ở đây lâu chưa? Bán ở đây tầm đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. 6 tháng rồi hả? À, bán một, bình thường là một ngày mình bán được nhiều không ta? Có như bình thường ngày gặp cao nhất là bán được bao nhiêu con anh Sướng? Ngày cao nhất thì được. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. 20. Kính mời bà con. À. Nếu mà còn cái ngày mùng 10 tháng riêng á thì em bán cá đắp được đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. Chục chục thôi. À, chục hơn chục thôi. À, vậy là cái này là cá là anh lấy ở chợ Bình Điền về để Bình Điền về để mà đặc làm sản sạch cá nướng núi rừng Tây Bắc. Ủa, anh Sướng là quê ở đâu ta? Quê ở đâu ta? Em ở Thái Bình. À, Thái Bình hả? Nhưng mà trước có học đi ở Phú Thọ nên là đặc sản cá nướng. À, tức là các tỉnh Tây Bắc gồm là Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên rồi đó không? Nhưng mà các bạn Lạng Sơn, các tỉnh gần giáp với biên giới của đặc Trung Quốc. Cá nướng núi rừng Tây Bắc. Nhưng mà sao mình học y mình bây giờ mình bán ẩm thực đường phố ta hay vậy? Rồi sao có cơ hội nào cơ duyên nào bây giờ Sài Gòn thì học về có cần đặc biết sản cá người dân núi rừng Tây Bắc. Ở đó bà con. Không ai hướng dạy. Không, ý hỏi là sao mình học y mà sao mình lại ra đi bán ở với ngoài đường đó ta? Đặc sản nhưng mà không tới. À là không tới hả? Vậy là không quyết tâm rồi. Với học bao nhiêu tuổi rồi ta? Em 28. 28 hả? Vậy là học cũng lâu rồi đúng không? Học lâu rồi chứ. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Chục năm rồi. Mời bà con. À. Nhưng mà bán cái này thì mới có 6 tháng này đúng không? Ở trước đây là mình làm gì? Trước đây là mình bán cái gì? Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. Đi giao hàng thôi. À, shipper hả? À. Không phải hẳn là shipper mà giao hàng cho mấy cửa hàng này. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. Giao cái đó hả? À, ok. Mình vô giao sỉ với mấy cái hàng bên nước. À, mình vô Sài Gòn lâu chưa Sướng? Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. 8 năm hả? Okay. Có sự nghiệp trong này chưa? Vô trong này 8 năm chắc cũng xây dựng được cơ nghiệp đúng không? Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Kính mời bà con. À, chứ mình có quyết tâm thì sẽ được thôi. Đã. Thời gian mà. Ok, em làm cho anh một con đi. Núi rừng Tây Bắc. Để thử cho mọi người. Kính mời bà con. Okay.
Thực ra là cá thì ở miền Nam này rất là nhiều luôn, thì sông nước, nhưng mà cách ăn theo kiểu của đồng bào Tây Bắc hay là các người dân ở Tây Bắc thì chưa có thấy. Ồ, cái lồng này làm cũng mất tốn công nhiều sắt cái chứ bộ, nó là công kỹ đâu mà đơn giản đâu. Đúng rồi, này mang ở ngoài kia vào đó. À, cái lồng nó mang ở ngoài Tây Bắc vào, đúng rồi. Okay. Gối lại với bạc là hai trời kín ha, à, giữ ấm đúng không? Đúng. Nóng. Cứ nhiệt ngày nếu mà con cuốn với bạc thì nó phải nóng khoảng 2-3 tiếng. Ok, sướng là từ Thái Bình, quê hương 5 tấn. Đúng rồi, quê hương lúa 5 tấn các bạn. Quê hương của anh Đường chị Nhuệ. Đúng không? Tiền án luôn rồi. Tiền rồi. Bà con. Rồi, ok. Rồi em cho anh kèm cái gì em bỏ vô mình. À. Bún này, bánh sáng. À, đây là anh theo cái phong cách của người miền Nam, nhưng mà cá thì chế biến gia vị của phong cách người Tây Bắc. Cũng gọi là Tây Bắc chứ không phải là miền Bắc, Tây Bắc. Ok, em bỏ xe đây cho mình. Rồi quay lại cho mọi người xem là cái khuôn này á. Khuôn này rất là chắc chắn nha các bạn. Tôi thấy rất là chắc chắn là các bạn có thể ăn cá theo phong cách của miền Bắc Tây Bắc á. Ra là bạn thường xem các cái video của dụ như của cuộc sống miền núi hay là của Tâm Am TV thì các bạn thấy là cách ăn của mấy anh ở người Bắc thì nó hơi khác so với cái ăn của người miền Nam. Mình thấy nướng ra rất là nhiều mỡ rất là nhiều. Ủa cái này là mỡ tự nhiên của con cá hay là sao mà quá trời mỡ ta? Mỡ này là mỡ của cá tự nhiên hay là mình có trét cái gì lên mà sao thấy quá trời mỡ ta? À, khi nó nướng nó gần chín á, cũng quét dầu lên nó nước cua. À, dầu hả? Dầu ăn thôi. Ok, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Này đi ra cái cuộc đường à. Chỗ này là 1050 ở trên đường Khai Vạn Cân các bạn. À, cái số điện thoại này là đặt nhận đặc tiệc liên hoan luôn hả? À, em... Ok. Ok, chúc em bán bách mười bán đất nha. Nhìn mở rồi chảy ra rất là đều thấm các bạn. Cái cách nướng này thì cũng đây là một cái cách rất là lạ. Mọi người cái khuôn cái mà để bọc con cá là rất là vừa bằng con cá luôn. À có mọi người thấy đây có hai loại cái vỏ để nướng này. Cái này là dừa với con cá lóc, còn cái này là dừa với con cá chim. Em cái cá nướng núi rừng Tây Bắc kính mời bà con. Cái này mình gọi là cái gì? Cái mà để mình đỡ con cá vô gọi là cái gì? Cái lồng hay là cái lồng. Gì? Cái lồng đúng không? Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc, kính mời bà con. Okay. Đặc sản cá nướng núi rừng Tây Bắc. Ok các bạn, thì mình mua một cái con cá chim nướng của anh chàng Tây Bắc. Anh không phải là anh này Tây Bắc, là anh này quê ở của đường Nhuệ các bạn. Quê của đường Nhuệ nhưng mà chế biến cái món cá nướng theo cái phong cách của Tây Bắc. Thì ở trong chính là những cái mắt khén hạt giỏi các bạn. Ở bên trong anh gia vị là mắt khén hạt giỏi. Thì ăn kèm ở đây có đậu sống này. Đậu sống trong đó có bánh, có dưa, rồi có những cái... Cô là cái món rau này thì đậm theo cái phong cách của người miền Nam chúng ta. Kèm bún nữa. Rồi chấm với là mắm nêm. Để bây giờ mình sẽ review cho mọi người là cái món này nó có hợp với cái phong cách của người miền Nam không nha. Lý do là để trong cái giấy bạc các bạn. Bạn sướng bạn quấn trong giấy bạc cho nên là nó còn khá là nóng. Mình đi một đoạn đường khá là xa nhưng mà giờ cũng còn nóng các bạn. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người theo cái hương vị của nó như thế nào nha. Mình sẽ ăn không thử nó như thế nào. Nó có ok. Nói chung cái con cá, con cá chim này cũng khá là to. Cá này thì bạn ấy mua ở Bình Điền các bạn. Đây các bạn. Ăn không thôi. Rất là béo. Nói chung là béo của vị cá đó. Chưa thấy cái hương vị gì của tôi bác.
thân nghệ của tây bắc là phải là mắt khén hạt giỏi nha bạn. Hồng cá rất là ngon, béo. Da, da rất là nhiều này. Thường thường con cá mọi người thấy thích nhất là da nha. Là chỗ đấy của bạn nó có bán cá lóc nướng với lại là cái cá chim nướng. Thì ở Sài Gòn chúng ta và những ngày như những ngày thần tài, quý thần tài các bạn, thì ở phố cá lóc ở trên đường Tân Kỳ Tân Quý bạn có rất là nhiều cái xe họ bán cá lóc nướng để cúng thần tài mà nhìn rất là ngon. Thì cái giá của nó tầm 100, 101, 102 cũng tùy giá, nhưng cái này bạn bán 100 nè thì mình thấy là cái giá cũng bình thường, ngon mất lắm nhưng mà ngon. Ok, có cái hương vị của tây bắc đã làm cái hạt dỏi bạn, mắt khén với hạt dỏi nó có cái vị cay cay tê tê đầu lưỡi á. Nói chung là còn với cái giá 100 như thế này thì khá là ổn cây mình là như vậy. Còn các bạn nghĩ thế nào? Nó vẫn đập cái phong cách của miền Nam hơn là của tây bắc. Theo mô tả của bạn thì chỉ có cái gia vị là mắt khén hạt dỏi thôi, thì nói chung là nó cũng đậm, vẫn còn phong cách của người miền Nam. Bởi vì bạn ở ngoài tây bắc vào đây bán cho người miền Nam thì phải có một cái gì đó của phong cách miền Nam. Ok, nhưng theo mình thì đã rất là hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Còn các bạn có muốn trải nghiệm với cái món này thì các bạn đến chỗ cái đường Phan Văn Công, địa chỉ là 1050 chỗ đường Phan Văn Công, thì sẽ gặp bạn Sướng, quê của Đường Nhuệ. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video, hẹn bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.